Lee Kang-in xin lỗi sau khi đấm Son Heung-min. Tiền vệ Lee Kang-in nhận lỗi sau vụ xung đột khiến đội trưởng Son Heung-min trật khớp ngón tay trong bữa ăn của Hàn Quốc tại ASEAN Cup 2023. Đáng lẽ tôi phải biết lễ độ và nghe lời anh Heung-min, nhưng tôi lại để lộ mặt xấu của bản thân với người hâm mộ, Lee viết trên Instagram hôm nay 14 tháng 2. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi những ai đã thất vọng vì tôi. Tôi cảm nhận được sự quan tâm và kỳ vọng người hâm mộ đã gửi đến cho tôi. Từ bây giờ, tôi hứa sẽ trở thành người tốt hơn, cũng như thành cầu thủ giỏi hơn, để giúp đỡ đàn anh trong đội. Lời xin lỗi của Lee được đăng chỉ vài tiếng sau khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xác nhận cuộc xô xát của các tuyển thủ trong bữa tối của đội hôm 5 tháng 2 tại Qatar. Đó là bữa tối ngay trước khi Hàn Quốc chơi trận bán kết với Jordan. Lee cùng nhóm cầu thủ trẻ như Seon Jang-woo hay Jeong Woo-jeong vội ăn nhanh bữa tối để đi chơi bóng bàn. Nhóm này chơi ngay gần khu vực ăn uống của toàn đội và gây ồn ào. Son Heung-min với tư cách đội trưởng Hàn Quốc đi ra nhắc nhở các đồng đội, trong đó có Lee. Tuy nhiên, nhóm chơi bóng bàn không nghe theo, còn nói lời thiếu tôn trọng với thủ quân. Son nổi giận, túm lấy cổ áo của Lee. Còn tiền vệ 23 tuổi vung nắm đấm về mặt đội trưởng. Son tránh được, nhưng trong lúc đồng đội vào can ngăn, anh bị trật khớp ngón tay. Ngôi sao câu lạc bộ Tottenham phải chơi trận bán kết với ngón trỏ và ngón giữa tay phải bị băng bó. Sau sự cố này, nhiều cầu thủ lớn tuổi của Hàn Quốc, trong đó không có Son, yêu cầu huấn luyện viên Jurgen Klinsmann loại Lee khỏi đội hình xuất phát trận gặp Jordan. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Đức không làm vậy, vì tiền vệ câu lạc bộ PSG là trụ cột của Hàn Quốc trong những trận trước đó, với 3 bàn tại ASEAN Cup. Son và Lee cùng chơi trọn trận đấu, nhưng Hàn Quốc thua Jordan 0-2 và bị loại khỏi giải. Theo Yonhap News, nội bộ đội tuyển Hàn Quốc bị chia rẽ từ cuối năm 2023. Nhóm cầu thủ trẻ khoảng dưới 25 tuổi, trong đó có Lee, thường sinh hoạt riêng. Nhóm của Son gồm những cầu thủ khoảng 30 tuổi trở lên. Trận bóng bàn nói trên như giọt nước tràn ly, khiến xung đột xảy ra. Lee, 23 tuổi, sinh ra ở Hàn Quốc nhưng ăn tập tại Lò Valencia, Tây Ban Nha, từ năm 10 tuổi. Anh chơi 5 mùa giải ở La Liga, trước khi chuyển sang PSG hè 2023. Lee khoác áo đội tuyển từ khi mới 18 tuổi, đã ghi 7 bàn trong 25 trận quốc tế. Son, 32 tuổi, ra nước ngoài thi đấu lần đầu cho Hamburg, Đức, ở tuổi 16. Anh nổi lên cùng Bayern Leverkusen. Trước khi gia nhập Tottenham năm 2015, Son 9 lần được chọn làm cầu thủ hay nhất châu Á, là vô phá lưới ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. Anh đã ghi 44 bàn trong 123 trận cho đội tuyển Hàn Quốc. Tại ASEAN Cup 2023, Son và Lee cùng ghi 3 bàn, trong khi không cầu thủ nào khác của Hàn Quốc ghi quá 1 bàn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.